Chủ tịch Quốc hội nhận định, nếu tăng trưởng của các đối tác chiến lược chững lại sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi của Việt Nam. Do đó không thể lạc quan một chiều được, phải đánh giá, dự báo được để có những chính sách phù hợp. Vừa qua, Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chủng mới của virus khiến dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại vào năm 2021. Điều này đã tác động nặng nề đến kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế quý 3 năm 2021 và việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội cả năm. Chủ tịch Quốc hội cho biết, có 5 nguyên nhân khiến cho Việt Nam chuyển từ vị trí tăng trưởng cao của thế giới trong năm 2020 xuống dưới trung bình của thế giới vào năm 2021 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, theo Chủ tịch Quốc hội, các chương trình ứng phó quy mô còn khiêm tốn tính trên tỷ lệ GDP, thiếu cân bằng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Tài khóa chủ yếu giãn hoãn các khoản thuế, giảm chậm nộp và trực tiếp chi tiền mặt còn ít. Các chương trình trợ giúp xã hội quy mô vẫn còn hạn chế. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tán thành với nhận định của đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế là việc phục hồi kinh tế vẫn chưa thể được đảm bảo, ngay cả ở những nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp nếu vẫn tồn tại dịch ở các nước khác. Với dự báo dịch bệnh còn có thể kéo dài, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các chính sách cần tính đến tác động, xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa y tế và kinh tế xã hội. Trong đó nhấn mạnh y tế là trụ cột, khoa học công nghệ là then chốt, kinh tế là nền tảng, đảm bảo an ninh xã hội, giữ vững ổn định chính trị là trọng yếu và thường xuyên. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được Báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.